Thanh Hà từng bực bội vì nghĩ Phương Thanh cạnh khóe mình. MC Quỳnh Linh khen Thanh Hà vừa đẹp vừa hát hay, nhưng Phương Thanh lại nói, 20 năm đi hát, chưa thấy ai như vậy. Mới đây, Phương Thanh và Thanh Hà có buổi ghi hình ở hậu trường chương trình Ai Sẽ Thành Sao. Trong buổi này, họ đã kể những ấn tượng về nhau, đặc biệt là cùng ôm lại một kỷ niệm đáng nhớ. Thanh Hà kể, cách đây khoảng 2 năm, chỉ lần đầu làm giám khảo cuộc thi người hát tình ca cùng Phương Thanh, Hôm đó, MC Quỳnh Linh đã khen ngợi Thanh Hà không chỉ có giọng hát hay mà còn có nhan sắc. Tuy nhiên, chị lại nghe Phương Thanh buộc miệng nói. 20 năm đi hát, chưa thấy có ai như vậy. Câu nói này của đàn em khiến Thanh Hà sượng trân, nụ cười đang tươi, bỗng vụt tắt, nhưng phải giả vờ giữ bình tĩnh để ghi hình tiếp. Thanh Hà tiết lộ, trong khoảnh khắc đó, không chỉ mỗi mình chỉ nghĩ đang bị Phương Thanh mỉa mai, mà hầu hết mọi người trong trường quay đều có chung nhận định. Về phía Phương Thanh, chị giải thích, Lúc đó chị đang diễn giải một số vấn đề khác cho thí sinh, vô tình nhắc đến câu nói này, lại khớp với lời MC Quyền Linh vừa khen Thanh Hà trước đó. Sau buổi ghi hình, Phương Thanh đã gặp Thanh Hà để xóa giải hiểu lầm. Bây giờ nhắc lại câu chuyện, cả hai ca sĩ đều cười ngất. Thanh Hà nhận xét, Phương Thanh bị tồ, chứ không phải là người ác ý. Trong cuộc trò chuyện, Phương Thanh kể, Chị yêu thích tiếng hát Thanh Hà từ lâu và đặc biệt thích nghe đàn chị hát ca khúc Hỡi Người Tình. Còn Thanh Hà thì chia sẻ, Mỗi lần tranh sang Mỹ lưu diễn chỉ đều dẫn đi shopping để mua đồ giảm giá. Chính vì mối quan hệ thân thiết, Phương Thanh đã nhờ Thanh Hà ngồi thay hai tập trên ghế giám khảo Ai sẽ thành sao 2018 vì bận đi công tác trường xa.